Có những khu vực vẫn chưa quay hết được quý vị các bạn ạ. Rất nhiều cây đẹp lần đầu tiên được thấy. À, mặc dù là đã dự nhiều những cuộc triển lãm ở Bắc Ninh, nhưng mà quả thực là càng ngày này càng có nhiều những cái tác phẩm đẹp. Đây một cây phi lao này. Đấy, một cây phi lao dáng trực. Đấy. Tàn đẹp quá, mịn. Làm cái thân bè của nó này. Mịn sạch. Đấy, tàn đều thân thấp. Đây, bên trong này có một cây tường vi. Phải nói một cây tường vi rất là già, to. Đấy, một số, một phần thân được làm đá. Đây cũng có một cây cây xanh trực, xanh ba vai. Còn đây là siêu phẩm 35 tỷ ở triển lãm Bắc Ninh đây, mới được giao dịch. Cây Huyền Phượng Vũ. Hiện tại thì chủ nhân mới của cây Huyền Phượng Vũ là Hải Hà, hình như là nữ thì phải, ở Việt Trì Phú Thọ. Đấy, từ năm ngoái năm nay đã sang hai đời chủ rồi, từ họa sĩ Cường sang cho một đại gia chơi lan, thì giờ sang một chủ mới. Nắng quá đang phải che bớt đi để cho đỡ hư cái phần thân, như nó đang một phần của thân đang bị cháy.